Khoa học tự nhiên lớp 8 bài 24 Năng lượng nhiệt Khi đặt một chiếc thìa vào cốc nước nóng và sau đó chạm tay vào thìa thì chúng ta cảm nhận được sự nóng lên của thìa. Tại sao lại như vậy? Hãy nhớ rằng mọi vật chất đều được tạo thành từ các phân tử và những phân tử này luôn ở trong trạng thái chuyển động không ngừng nên chúng có động năng. Phân tử chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn và năng lượng có được nhờ các chuyển động này được gọi là năng lượng nhiệt của vật hay còn gọi là nhiệt năng. Vật thể có năng lượng nhiệt càng cao thì nhiệt độ càng cao. Năng lượng nhiệt và nhiệt độ có liên quan đến nhau. Tuy nhiên, chúng không hoàn toàn giống nhau. Năng lượng nhiệt luôn truyền từ nơi có nhiệt độ cao sang nơi có nhiệt độ thấp. Phần năng lượng nhiệt mà vật nhận thêm hay mất đi được gọi là nhiệt lượng đo bằng đơn vị là Joule. Quá trình truyền năng lượng nhiệt được gọi là sự truyền nhiệt. Các phân tử trong vật chuyển động không ngừng nên chúng có động năng trong quá trình chuyển động chúng sẽ tương tác với nhau do đó chúng cũng có thế năng do đó khi ta xem xét các phân tử thì chúng ta quan tâm đến hai khía cạnh chính khoảng cách giữa các phân tử và tốc độ của chúng tốc độ của các phân tử càng lớn thì động năng càng lớn trong khi khoảng cách giữa các phân tử càng lớn thì thế năng sẽ càng lớn tổng hợp động năng và thế năng của phân tử cấu tạo nên vật được gọi là nội năng của vật khi vật có nhiệt độ cao các phân tử tạo thành vật sẽ di chuyển nhanh hơn nội năng của vật tăng đồng thời năng lượng nhiệt cũng tăng ngược lại khi làm lạnh vật thì các phân tử di chuyển chậm lại từ đó giảm nội năng và năng lượng nhiệt cũng giảm theo khi ta thả một miếng sắt được đun nóng vào một cốc nước lạnh thì nội năng của miếng sắt và của cốc nước sẽ thay đổi như thế nào hãy giải thích để đo năng lượng nhiệt mà vật nhận được khi ta tăng nhiệt độ lên, ta có thể thực hiện thí nghiệm sau. Sử dụng một bình nước kín có vỏ cách nhiệt và một dây cấp nhiệt bên trong, kết hợp với một nhiệt kế và một khe quấy nước. Bắt đầu với một nhiệt độ ban đầu, ta tăng nhiệt độ bằng cách điều chỉnh nguồn điện đến dây cấp nhiệt. Quan sát sự thay đổi của nhiệt lượng mà nước nhận được thông qua oát kế khi nhiệt độ tăng lên. Sự gia tăng giá trị của oát kế chứng tỏ rằng Nước đã nhận được một năng lượng nhiệt khi nhiệt độ tăng lên. Với hai cốc giống nhau, chứa cùng một lượng nước như nhau, đặt một lượng thuốc tím vào đáy mỗi cốc nước, nếu nhiệt độ hai cốc nước khác nhau thì thuốc tím ở cốc nước nào sẽ lan nhanh hơn và vì sao? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé.